Chính quyền quân sự Thái Lan tái khẳng định sẽ trao lại quyền lực trong năm 2017, tin từ Bangkok, Thái Lan. Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo chính quyền quân sự Thái Lan tướng Prayut Chan-o-cha đã có bài diễn văn cuối năm vào hôm thứ Tư. Trong đó, ông khẳng định rằng chính quyền quân sự sẽ trao lại quyền lực vào năm 2017 và nói thêm rằng chính phủ đã bước vào giai đoạn 2 của kế hoạch cải cách. Chính quyền quân sự hoặc Hội đồng Quốc gia Hòa bình và Trật tự đã giành quyền kiểm soát trong tháng 5 năm 2014 và lật đổ một chính phủ dân cử, chấm dứt các cuộc biểu tình tại Bangkok do tầng lớp trung lưu và thượng lưu muốn loại bỏ chính phủ dân sự của Thủ tướng Dilok Sinawatra. Kể từ đó, chính quyền quân sự đã tập trung vào việc soạn thảo một hiến pháp mới và những cải cách mà các nhà phê bình nói được thiết kế để hạn chế quyền của các đảng chính trị và kiềm chế những người được coi là trung thành với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra bị lật đổ vào năm 2006. Chính quyền quân sự đã nhiều lần trì hoãn cuộc bầu cử, tuyên bố đất nước vẫn chưa đủ ổn định để tổ chức một cuộc bỏ phiếu. Tướng Prayut hôm thứ Tư nói rằng, chính phủ còn 1 năm và 6 tháng, từ tháng Giêng năm 2016 đến tháng 7 năm 2017, để tiếp tục thực hiện kế hoạch cải cách để trao lại quyền lực vào năm 2017. Ông nói thêm rằng, giai đoạn 1 của cuộc cải cách đã được hoàn tất. Chính phủ quân sự dẫn đầu bởi nhà đảo chính Prayut đã bóp nghẹt giới bất đồng chính kiến và đã ra tay cứng rắn với những người phê bình chế độ quân chủ bằng cách sử dụng đạo luật xúc phạm hoàng gia khắc nghiệt để giam giữ hàng chục người, tạo những lời chỉ trích nghiêm khắc từ các nhóm nhân quyền, Liên Hiệp Quốc và các chính phủ phương Tây. 19 tháng sau cuộc đảo chính, chính phủ quân sự vẫn không hồi sinh được nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Thái Lan. Mặc dù chính phủ đã công bố những chi tiêu lớn cho các dự án đường bộ và đường sắt, nhưng nhu cầu nội địa còn yếu và mức nợ hộ gia đình cao kỷ lục đang làm tổn thương nền kinh tế lớn thứ hai khu vực Đông Nam Á. Chính quyền quân sự tiếp tục nhắm nhiều quyền hạn dưới một biện pháp an ninh đặc biệt, cho phép các lực lượng an ninh bắt giữ mà không có lệnh của tòa án và giam giữ người không cần truy tố. Trong bài phát biểu, tướng Prayut cũng đã bào chữa cho các tố cáo về vi phạm nhân quyền, nói rằng không phải lỗi của ông khi có những người vi phạm Điều 44, luật về trật tự an ninh, cấm một số hành động nhất định vì làm cản trở quá trình cải cách. Những điều luật này được thực thi vì Thái Lan vẫn còn trong quá trình cải cách. Nếu đất nước ở trong tình huống bình thường thì ông không đang đứng ở đây. Mặc dù có luật cấm các cuộc tụ họp công cộng, sự chống đối chính quyền đã gia tăng trong năm qua. Cuộc đảo chính là chương trình mới nhất trong hơn một thập niên xung đột ở Thái Lan với đất nước bị chia hai giữa những người ủng hộ gia đình Shinawatra và thành phần bảo hoàng quân sự trong nước.